Xin chào cả nhà, trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Mỹ của Thanh Tùng nha. Giờ đây mời cả nhà vô nhà bếp với Thanh Tùng để chuẩn bị luộc một nồi tôm hùm đất để tiếp tục nhậu la ra nha cả nhà. Gia vị này mình luộc tôm hùm đất nha. Cái này bột tỏi nè, garlic nè, cái này cũng garlic, giờ tiêu nè, tỏi tiêu nè, còn cái này là basil leaves, là cái lá huế sấy khô cái nhà, lá huế. Còn đây là bột gừng và tất cả hỗn hợp. Giờ mình cho tôm hùm đất này mình luộc cũng gần 10 phút rồi, bây giờ nó đỏ hết trên này, chín hết rồi đó cả nhà, thơm lắm, mùi gia vị bột tỏi nè, tiêu nè, lá huế nè, chút xíu bột nêm, và miếng bột gừng nữa cả nhà, hỗn hợp với nhau cho gia vị nó thấm, con tôm ăn nó thơm ngon. Cái nước này mình làm canh được luôn cả nhà. Bây giờ mình vớt ra nha, mình múc ra cái thau luôn cả nhà, thơm quá. Khói lên nghi ngút như thế nhà. Thấm gia vị vô chân này, cái nhà tiêu nè, muối nè, chút xíu bột ngọt nè, chai chanh nè, cốt chanh nè, chút xíu đường. Bây giờ mình cho vô chén này, cái này chút xíu đường vô nha, cho nó dịu. Ừ, hỗn hợp mình cho vô, bây giờ cho chanh cha vô cả nhà nha. Quậy lên. Bữa nay mình không có cắt lá chanh tại vì làm biến ra ngoài quá, chè nó hơi lạnh. Cả nhà ăn tôm hùm đất với mình nha, và nhậu sương sương với rượu sake của Nhật nha cả nhà. Đây là rượu sake của Nhật. Cái rượu này uống hơi có vị hơi ngọt ngọt chút xíu nha cả nhà. Đó, nguyên chai và khô nha. Mà cái nhà nhậu với rượu sake Nhật của mình nha. Bây giờ mình khô luôn. Nó có cái đây nè. Đó, nó có cái label dán ở đây nè cả nhà. Búng nó ra. Thơm cả nhà. Mà cả nhà uống nha. Thơm lắm cả nhà ơi. Nó có vị ngọt ngọt, nó giống như rượu sâm pen vậy cả nhà, nhưng mà nó uống có vị hình như nó đậm đà hơn. Hình như cái này nó nặng hơn rượu sâm pen cả nhà. Nó có vị ngọt ngọt. Đó, đây là rượu sake Nhật các cả nhà, thương hiệu này nè, đó cả nhà. Cái này á mình để tủ lạnh xong mình lấy ra uống ngon lắm. Đã. Để nắp lại uống nào, đậy lại cho hơi bay hơi. Thơm quá, thơm quá. Cả nhà ăn nha. Thấm gia vị ngon cả nhà. Thấm gia vị ngon, mình lột cho cả nhà xem nè. Có thịt nó đỏ luôn cả nhà ha. Đỏ quét nè. Nè, bà xã muốn uống rượu sake luôn nè. Uống mà sợ mắc cỡ. Nó có vị ngọt ngọt, có sâm pen thì nó ngọt hơn, còn này nó cũng có vị ngọt nhưng mà nó không có ngọt bằng sâm pen cả nhà. Nhưng mà cái nồng độ rượu này thì nó mạnh hơn sâm pen chút xíu, mà thơm lắm cả nhà. À, đã quá.
Tiêu quá. Nhiều quá. Ở bên Mỹ nè cả nhà, cái loại nhiều loại rượu thương hiệu khác nhau lắm, giống như bia vậy. Mình có cơ hội thì mình thưởng thức cái rượu này, bia nọ, cũng như bia Đức, bia Pháp, bia Canada. Bây giờ hôm qua mình thưởng thức rượu rum, bây giờ là rượu sake Nhật. Thưởng thức cho biết với người ta cả nhà. Tôi không biết. Nó có cái ngon kia Mỗi loại thì nó có cái ngon, cái hương vị riêng. Ngon. Con thật không cả nhà. Bên Mỹ này mình uống nhiều loại rượu mà cũng là nhiều loại bia khác nhau cả nhà, thương hiệu khác nhau. Cũng như thương hiệu của Mỹ á, nó có nhiều lắm mà, nó có khoảng 30-40 loại á, bia Mỹ á, 30-40 loại thương hiệu khác nhau, nhưng mà của Mỹ. Mình cũng muốn thay đổi thương hiệu, bữa nay thương hiệu này, ngày mai thương hiệu kia. Mình thỉnh thoảng mình không uống bia Mỹ, mình uống bia Mexico, hay là bia Canada, bia Pháp, bia Đức, đủ loại cả nhà, hết sảy luôn. Nhậu cho đời bớt khổ nha. Thấm gia vị ngon cả nhà. Cứ chắc phim. Thật ra cho cái nhà xem. Đó, thấy không? Cả nhà thấy không? Cái thịt lột ra cái nào chắc. Thấm gia vị khỏi cần chấm muối tiêu chanh cũng ngon. Mà cả nhà vô. Thấy chưa không? Ly này uống hết vô là ngủ ngon lắm cả nhà. Ngủ sake gì uống nó có đầm đầm á cả nhà, cái đầm đầm lát ngủ ngon lắm. Trời lạnh là phải uống bia cái uống rượu cả nhà. Giờ vô mùa rồi, bắt đầu mùa thu mùa đông rồi, uống rượu cho nó ấm. Lá cây. Lộn cả nhà xem. Ngon rồi, giống gì. Cái này không có mật ú à. Còn Tâm thức. tôm hùm đất, tôm tích là cái này, tôm hùm đất, tôm tích là nó dài chút xíu mình hầu như chân cũng cũng nhiều. Tôm tích ở Hà Tiên á, biển Hà Tiên nhiều loại tôm tích lắm. Tươi Nhớ hồi xưa mình về Việt Nam á, mình đi biển Hà Tiên á, mình tắm biển mình ngồi mấy cái ghế bố, cái người ta bán cái thúng, người ta đem lại cái nhà, người ta đem thúng thúng rồi nè, hỏi mình ăn mua bao nhiêu ký nha, luộc họ cái đem cái bếp ga luộc tại chỗ cho mình luôn, ngon lắm, thật tích nó ngon, chấm muối tiêu chanh gian da mà cả nhà vô nhé. Ngon lắm. Biển Hà Tiên là tôm tích nhiều. Thấm luôn cả nhà. Cả nhà thấm luôn. Hết sở con bà bạn. Mà cả nhà vô nha, gỗ sơ cây Nhật nha. Ta này hiểu nó đẹp cả nhà ha. Đó. Chai này nó bằng sành đó cả nhà. Đó, gõ cái cả nhà thấy không? Rất là bằng bằng sành đó. Okay. Chắc lắm.
Ăn cái đầu không ta? Ngọt quá, cái đậu cũng thấm gia vị, ăn cũng ngon, nhẹ nhàng chứ. Kéo ra là nguyên con luôn cả nhà. Yeah, đỏ luôn, nguyên cái mình. Lúc lúc cái đầu cả nhà, nó thấm cái gia vị ngon. Kéo ra nữa. Tôm chắc. Sạch và cái nhà vô nha. Tiếp tục em thấm gia vị mình cũng không cần chấm muối tiêu chanh, muốn ngon thì chấm thêm nữa chứ cũng thấm thấm gia vị bằng vừa ăn cái nhà thấy không. Đó, từ cái đầu nó đó hết xuống cái đuôi nè, chấm muối tiêu chanh cho cả nhà xem luôn. Wow, sự giống gì. Này giống như có gạch vậy cả nhà. Đỏ. Đúng rồi, gạch á cả nhà, gạch trên đầu. Béo béo. Nhà thấy không? Kéo vào cái mình này, đậu quét, dọn miếng nữa cả nhà nha. Như đây đã đủ rồi cả nhà, quá rồi, ngon nhất, không say không về. Ấm lòng. Cái này đi giặt nữa nha. Béo. Nãy giờ còn hoàng nữa. Hơn ký cả nhà. Ăn qua còn hoàng. Kiếm ấy. Kiếm ra tiếp luôn. Chấm muối tiêu chanh cái nha. Ngon quá.
ăn hết thau luôn cả nhà. Chứa tôm hùm nước này cả nhà, mình xào bơ tỏi, bữa nay mình thay đổi chiến lược á, mình luộc xào bơ tỏi cũng ngon. Thỉnh thoảng mình ăn mình thay đổi chiến lược chút xíu. Ngủ á, ăn lột tiếp tục nè cả nhà ha, mình lột ra nó có gạch đỏ trên đây luôn. Béo. Kéo ra kìa. Oh yeah, mọc ú luôn. Mà cái nhà vô. À đó. Ok, bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video của mình nha. Bye bye.